Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai ông ấy rằng: Anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết trỗi dậy, kẻ nghèo nghe được tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện, có một người kia khi cầm tờ báo lên thì anh ta mở ở cái trang cuối cùng đọc tin cáo phó. Và đó là cái thói quen, ngày nào cũng vậy, hễ cầm tờ báo lên là lật cái tin cáo phó ra đọc. Đọc trước hết, đọc từng câu từng chữ, đọc thật chăm chú. Trong khi uống cà phê, bạn bè thấy như vậy bảo rằng: Tin tức hôm nay có nhiều tin tức mới lắm, mày không đọc, mày đọc cái đọc cáo phó. Bảo không, tao đọc để tao cảm ơn. Hỏi mày có quen hả? Bảo không. Không quen, đọc cảm ơn nghĩa làm sao? Bảo rằng cứ mỗi buổi sáng ra, hoặc mỗi lần ta cầm tờ báo, ta phải coi cái cáo phó để biết rằng ngày hôm nay đã có một người ra đi, để nhắc cho tao biết rằng rồi tao cũng phải ra đi, và ra đi lúc nào tao không biết, cho nên tao phải chuẩn bị và cảm ơn họ đã nhắc nhở tao. Thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả ở trong tù. Ở trong tù có nghĩa là ở trong một cái cơn tăm tối mịt mù, một trong cơn đau khổ. Đã nghe tin một đấng cứu thế đã từng làm phép lạ, đã đến rao giảng, nhưng không biết có phải chờ ai khác nữa, hay chính Ngài là Đức Kitô, đấng đã được sức giàu và đã được sai đến. Và quả thực Đức Kitô đã đến cách đây 2000 năm rồi. Ngày hôm nay chúng ta ở trong cái mùa vọng, mùa chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, đến trong vinh quang của Ngài, đến trong cuộc đời hoàn tất của mỗi người, chứ không có đến như bây giờ nữa. Và mỗi lần chúng ta đến ngôi thánh đường này, bên cạnh có nghĩa trang, chúng ta nhìn ra có những cha các thầy nằm đấy. Đó cũng là cách chúng ta đang chờ đợi, rồi chúng ta cũng sẽ nằm xuống. Vậy thì chúng ta đến đây để làm gì? Chúng ta đến đây chờ đợi ai? Thưa, chúng ta đến đây để chờ đợi Chúa đến với chúng ta, như Chúa đã từng đến với những ông bà, người thân của chúng ta. Mỗi lần chúng ta đến đây để chúng ta thấy ra được rằng chúng ta đến với Chúa như là Chúa đã từng đến với các cha, các thầy nằm ở nghĩa trang, để chúng ta thấy rằng cuộc đời này chúng ta phải sẵn sàng và tỉnh thức ngay từ lúc này. Cuộc đời này chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa qua bí tích giao hòa, để mỗi ngày chúng ta sống bình an trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Xin mầu nhiệm cứu độ thập giá của Đức Kitô
tràn đầy nơi tất cả anh chị em, trong gia đình và trong cuộc sống.